Hôm nay lại thèm cua Hoàng. Đùa, hôm trước ăn cua của bà chị thơm ngon ngọt nước, hôm nay em lại mò tới. Chứ cua chị không ai chê bao giờ. Này, cua chị hôm nay còn chứ? Lúc nào chả có mà đảm bảo nhé. Mút mù mù, mệt mệt mệt, nắng nắng nắng, giờ bắt tay luôn, chắc tay luôn. Ai ăn xong rồi cũng phải thêm, cũng phải đến thêm lần nữa đảm bảo. Ôi dồi ôi, chị giới thiệu về cua ấy, em cứ sợ hết cả dãi ra. Này, nhìn bà chị trông dừ như này mà cua ngọt nhá. Ôi dồi, cua chị mà này. Mà này em bảo, cua của chị lần trước là hơi có mùi đấy, khắm lắm. Chắc là không biết cách ăn thì không biết vệ sinh, chứ còn cua nó phải thơm thì mình mới mút được cái càng của nó, chứ lại khắm thì mút được sao được cái càng. Không, em mút rồi, nhưng mà hình như là cua của chị không vệ sinh sạch sẽ hay sao ấy, khắm lắm. Cái vệ sinh sạch sẽ hay không là cái việc của chú nhá. Chị chỉ có cua thôi, còn ăn cách nào là việc của chú chứ, buồn cười. Hai cái mép càng ấy em mút rồi. Ui dồi ôi, bẩn ơi là bẩn. Chị là sao phải vệ sinh sạch sẽ đi. Em là khách, là khách hàng là thượng đế. Thượng đế là chỉ mua về là ăn thôi. Đằng này chị cứ để bẩn như thế, ai mà ăn được. Thôi được rồi. Là em bảo, thế hôm nay cua ngon chứ hả? Ngon chứ, lúc nào chả ngon. Ngon hả? Rồi. Ngon hả? Này, hôm nay có vệ sinh sạch sẽ không? Yên tâm đấy. Chú có ý cái là chị trước khi là để cho chú dùng là phải vệ sinh hết sức sạch sẽ, không mùi nát gì luôn nhá. Nhưng mà lần trước là cua của chị hơi thâm đấy, không hồng hào cả. Người ta nói với em là cua hồng mà nó có phải rực lên đến phát thì mới ngon. Mỗi một cái loại cua nó có một màu khác nhau, thì chắc là chú ăn phải con cua cốm rồi. Cua cốm à? Đâu xem nào. Cua đây hả? Đấy, đúng rồi, thấy chưa? Đấy, nào từ nào. Đấy, em bảo mà để cua hôm nay hơi thâm. Cua chị, mày thấy thâm rồi, nhìn thấy chưa, mút mùm, mát mà mạc đấy, cái càng đấy mà mút thì tay vòng đầy miệng. Nhưng mà cua chị hơi thâm, người ta bảo là kinh nghiệm mua cua của em là phải mua cua hồng hào, gấp chân cứ phải dãy, để chân chị cứ kiểu quở như này, nó lại yếu, cua yếu, không khỏe, cua này không khỏe, không nhiều gạch, không nhiều thịt. Này, chú cái chê thế, thèm mới đến đây mà để cái chê thế. Thèm thì thèm thật, nhưng mà cua này là nó không chặt đi, nên là tình hình như này là em không mua được. Thế để chị cho yếu gì nhà chị bị một dàn cua cơ mà. Cái cua chị hôm nay có đắt không? À, cua chị thì vẫn giá cũ. Giá cũ bao nhiêu? Bao nhiêu? 500 một phát à? 500 một phát. 500 một phát à? Đắt nhỉ? Bình thường em mua cũng khác là 350 đấy. Cua thì nhiều loại cua chứ. Chị đã nói rồi là chị mút cùng một phát là mà mút là cái đầy bồn đầy miệng phải để gì? Thôi, hôm nay đắt quá em không mua được. Em thì dạo này kinh tế nó khó khăn, nghèo hèn lắm, không mua được. Giảm bớt thì mua. Cố lên thì mua. Không cố được. Đang ngóc lên thì lại bị tù xuống, nghe cái giá là cái tù xuống luôn. Cố để mà ăn nhé. Không cố được chị ạ. Không ngóc được mà cố. Chị áp giá 500 thì ngóc thế nào được. Cố lên mà ăn. Không ngóc được, ăn làm sao được. Cứ phải ăn bảo nó mới khỏe chứ. Không ngóc được thì làm sao mà ăn cho nó khỏe cố được. Cố lên mà ăn. Không cố được.